Tổng thống Bashir thăm viếng Sudan. Tin từ Juba, Tổng thống Omar Hassan al-Bashir đã viếng thăm thủ đô Juba, là chuyến viếng thăm đầu tiên sau khi Nam Sudan ly khai trong năm 2011 và tuyên bố rằng chuyến viếng thăm của ông ta thể hiện sự cộng tác và bình thường liên hệ giữa hai nước. Tổng thống Salva Kiir của Nam Sudan nói rằng hai bên đã đồng ý tiếp tục đối thoại để giải quyết những vấn đề còn đang trong tranh chấp. Tổng thống Bashir đáp xuống phi trường Juba với phái đoàn 65 người, chuyến viếng thăm lần đầu tiên kể từ khi quốc gia lớn nhất Phi Châu bị chia hai trong năm 2011, tạo hy vọng hai kẻ cựu thù sẽ cùng cộng đồng sinh tồn một cách hòa bình. Trong tháng 3, hai nước đã đồng ý phục hồi lại việc chuyển vận dầu lửa và thực hiện những biện pháp ngăn chặn xung đột biên giới. Hiện giờ, hai nước chưa đồng ý đường biên giới dài 2.000 cây số và chủ quyền vùng đất Abyei.